giờ này đã có ai ở bên cạnh em. Hằng có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà đêm xuống? Bên em là ai? Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi. Không mình là ai? Sao dòng lệ kia vẫn rơi khi em bên người mới? Hằng có cố níu giữ khi anh tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà đêm xuống? Bên em là ai? Một lần tập lòng xem mình đang muốn gì. Không mình là ai? Em à, anh muốn em hãy quên hết nỗi buồn hôm đó, quên đi cách em đã từng ôm nó. Em cứ đến bên anh ta thức chỉ cho đừng đắn đo. Anh nghe người ta kể em đi chiều lắm, xem ta nói không bỏ thì buồn. Nghe người ta nói thế em nhiều lắm mà lúc em bệnh không biết gì luôn. Anh ta lúc ban đầu có vậy đâu, có bao giờ nói bậy đâu. Uống say rồi tới quậy, em đâu muốn yêu người như vậy đâu. Đứng dưới đèn đỏ nhắm la to, còn em không nó cũng chả rõ. Nếu em là vị trên cung calo thì anh nhắm thề như luôn cả vỏ. Anh nhớ lần trước mà em gọi anh, em còn dữ lắm mới từng quen nó. Hắn ta xem em như một tội danh, còn anh yêu tất cả những gì em có. Nó nhắn tin năn nỉ mà em không thèm xem. Có khi nên hoan hỉ, nhưng lần thứ mấy rồi em. Anh ta follow em, anh không follow em. Anh ta follow em để anh block em. Vậy thì giờ này đã có ai ở bên cạnh em? Hắn có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà đêm xuống? Bên em là ai? Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi. Không mình là ai? Vì sao dòng lệ kia vẫn rơi khi em về người mới? Hắn có cố níu giữ khi anh tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà đêm xuống? Để ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt, ta mà kệ cuộc sống áp đặt đè nặng lên vai như những sóng sắt. Em mãi là một cô gái nhưng tiếp được tình anh lái không chắc. Nên đối với những gã theo đuổi em, anh luôn là một cái gai trong mắt họ. Lớn từ khu gặp cầu muốn đi ra toàn cầu, thằng đàn ông anh nuôi chí lớn tập ghép tình yêu và đi làm giàu, sau này còn lo cho ba má tương lai của em nhỏ. Mua một thỏ son để tô lên môi chẳng ai cho em cho mình gọi cái sao vào môi em cô đang sống ở đất Sài Gòn để ta được. Em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá, tới một ngày tổ chức mùa xuân và anh cho em căn nhà vững chắc. Nhưng em nghĩ đó là chạm dừng chân. Thời gian có thể chữa lành vết thương như em từng nói, nhưng để lại sâu trong tim anh vết sẹo. Lời anh chúc em hạnh phúc, nhưng hai ngày sau em hạnh phúc thật rồi. Cái kết này thật tồi, ta vừa mất gặp cầu mà em đã đớp được rồi. Vậy thì giờ này đã có ai ở bên cạnh em? Đang có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà đêm xuống? Và làm những gì mình muốn đi. Không anh là ai? Vì sao dòng lệ kia vẫn rơi khi em về người mới? Anh có cố níu giữ khi anh tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà đêm xuống? Bên em là ai? Một lần thật lòng xem mình đang muốn gì. Không anh là ai? Thank you.